Mới có 3-4 ngày mà người ở Hà Nội chịu không nổi rồi. Bà con ở đây đã chịu gần 20 năm rồi đó. Có ai thấu không? Bà con ở Nam Sơn khổ quá. Chịu mùi rác thải của cả thành phố. Chính quyền cần sớm xử lý dứt điểm, hạn chế ô nhiễm môi trường để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân Nam Sơn. Dù bức xúc thật, nhưng người dân làm như thế này cũng hơi cực đoan quá. Cách làm này ảnh hưởng đến việc giải quyết rác thải của cả thành phố thủ đô. Các hộ dân có thể phản đối và kháng nghị để Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết vấn đề lợi ích cho họ. Nhưng không có nghĩa là họ có quyền hành động ảnh hưởng đến lợi ích của công dân khác, đặc biệt ở đây là lợi ích chung của vài triệu công dân thủ đô. Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của rác. Mong thế giới đầu tư ngày càng nhiều vào công nghệ xử lý rác. Mong mỗi người dân hãy để tâm đến vấn đề này mỗi khi đi mua sắm, ăn mặc, hưởng thụ. Sẽ đến lúc xả rác phải trả tiền nhiều hơn mua mới. Cần lắm một dự án xử lý rác thải hiện đại, chứ không phải sân golf, resort, chung cư cao cấp. Mong thành phố bắt tay thực hiện cho người dân được nhờ. Với yêu cầu được đền bù của người dân xã Nam Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao cho UBND huyện Sóc Sơn phải tiến hành việc lập thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ chi trả tiền bồi thường trước ngày 30 tháng 3.